chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức nóng hổi mỗi ngày nhé. Như quý vị cũng đã biết, cuộc sống xung quanh chúng ta có rất là nhiều điều bất ngờ và thú vị mà chúng ta khó có thể khám phá hết và không nghĩ rằng nó có thể xảy ra. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với chuyên mục chuyện lạ quanh ta để cùng khám phá những điều bất ngờ xung quanh cuộc sống nhé. mở bí ẩn ly kỳ về mộ thần thái giám ở Phan Thiết. Ở Phú Hải, Phan Thiết có một khu mộ cổ ghi tên Mộ thần thái giám, di tích cổ truyền. Vị thái giám này là ai và tại sao được gọi là thần? Câu hỏi này đã thôi thúc chúng tôi đi tìm hiểu về khu mộ. Khu mộ thần thái giám nằm bên cạnh khu dân cư mới thuộc phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết. Khác với các khu mộ cổ ở Bình Thuận, khu mộ này được xây dựng bề thế bằng đá ong, có tường rào bao quanh và chia thành hai gian. Khu vực đầu tiên khi bước vào cổng chính là ngôi mộ có ghi dòng chữ ông đội cửa nằm ở bên trái và bên phải là tượng con ngựa trắng mang yên cương dáng phủ phục đắp bằng xi măng rất tinh xảo. Đầu tượng ngựa quay vào ngôi mộ chính nằm ở phía sau được ngăn cách bởi cổng Tam quan. Khu mộ này được một người dân gần đấy tự nguyện hàng ngày đến thắp nhang, đốt đèn và quay dọn nên nhìn sạch sẽ tươm tất. Truyền thuyết về khu mộ có nhiều truyền thuyết khác nhau về khu mộ cổ này. Theo nhiều bậc cao niên, đây là khu mộ của một vị thái giám họ Phạm. Quan thái giám cục đoàn tùy tùng, hộ giá chúa Nguyễn Ánh chạy trốn sự truy sát của quân Tây Sơn. Khi đến khu vực Phú Long bất ngờ bị quân Tây Sơn phục kích, chúa Nguyễn chạy thoát nhưng quan thái giám, hộ giá bị chém rơi đầu. Một người đàn ông tên gọi là ông đội cửa, có thể là người mang trước đội tên cửa đã dẫn con ngựa trắng trở thi hài quan thái giám phá vòng vây chạy đến làng sơn thủy thì quỵ ngã vì kiệt sức ông đội cửa sau đó tuẫn tiết theo quan thái giám dân làng đã an táng quan thái giám và ông đội cửa chu đáo về phần con ngựa trắng cứ quanh quẩn quanh mộ chủ nhân không chịu bỏ đi một thời gian sau con ngựa nhịn ăn đến chết trọng người quyền quý và thương người thuộc cấp cùng con chiến mã trí tình, người làng đã lập mộ chôn vị thái giám cùng ông đội cửa và đáp tượng thờ con bạch mã trong cùng một thuộc đất. Cũng câu chuyện giống như trên, cũng có người khẳng định khác rằng vị thái giám không phải hộ giá của chúa Nguyễn Ánh trốn sự truy đuổi của quân Tây Sơn, mà ngược lại, vị thái giám này đang hộ giá vua Quang Trung chạy trốn sự trả thù tàn khốc của vua Gia Long, đến đây thì bị nạn Tuy nhiên, căn cứ vào chi tiết chùa Bửu Sơn, tên gọi chùa Tháp ở cách khu mộ chỉ hơn 1 km, được xây dựng vào cuối thế kỷ 18, đến đầu thế kỷ 19 được vua Gia Long ban tặng năm chữ Ngự tứ Bửu Sơn tự để ghi nhớ công lao của nhà chùa đã từng cho nhà vua tá túc 4 ngày khi chạy trốn sự truy đuổi của quân Tây Sơn. Xem ra truyền thuyết về vị thái giám hộ giá của chùa Nguyễn Ánh có phần liên quan và thuyết phục hơn. Tương truyền sau khi được an táng, vị thái giám thường xuyên hiển linh báo mộng cho dân làng những điểm xui vận gở, bảo vệ mọi người khỏi tai ương, bệnh tật, phù hộ dân làng luôn gặp điều may mắn, làm ăn khấm khá, cuộc sống an bình. Bởi vậy người làng xem vị thái giám như thần hộ mệnh. Đến năm 1924, khi trùng tu khu mộ, dân làng đã lập biển đề tên Mộ Thần Thái Giám. Dân làng cũng đã tôn vị thái giám này là thành hoàng, tức người có công tạo lập làng và lấy ngày cúng dỗ thần thái giám này là ngày cúng làng. Đi tìm danh tính của thần Thái Giám Từ những bí ẩn về danh tính của vị thần Thái Giám qua tìm hiểu từ nhiều nguồn tin, chúng tôi tìm đến nhà ông Phạm Dự, 76 tuổi, ở đường Lê Hồng Phong, thành phố Phan Thiết. Khi biết chúng tôi muốn tìm hiểu vị thần Thái Giám ở Phú Hải, ông Phạm Dự đã không ngần ngại kể với chúng tôi về câu chuyện đi tìm mộ người thân là quan Thái Giám của một thành viên trong gia tộc mình. Đó như một niềm tự hào về tộc họ Phạm của ông ở Bình Thuận. Theo ông Phạm Dự, gia tộc ông có nguồn gốc từ làng Tân Tô, xã Thủy Tân, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ năm 1935, cha ông Dự đã rời làng Tân Tô và Phan Thiết sinh sống lập nghiệp. Hơn 20 năm trước, vào một ngày cuối năm, gia đình ông Dự bất ngờ tiếp cận người cậu ruột của mẹ ông, tên là Phạm Văn Quê, từ Huế, tìm vào Phan Thiết. Nhìn dáng vẻ bụi đường cùng hành trang cũ rách của người cậu như vừa vượt qua chuyến đi dài ngày, mọi người dục vội ông Quê tắm rửa nghỉ ngơi. Nhưng người này chẳng mấy quan tâm việc ăn nghỉ mà vội lôi từ trong túi sách một cuốn gia phả. Ông Quê chỉ vào cuốn gia phả và nói, theo như nội dung cuốn gia phả ghi lại, ông nội của ông Quê là ông Phạm Văn Giáp, người làng Tô Đà, xã Thủy Tân, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, làm quan thái giám và chết tại Bình Thuận. Nội dung cuốn gia phả chỉ ghi ngắn gọn mấy chữ như vậy, nhưng ông Quê vẫn quyết tâm đi tìm bằng được mộ người thân của mình. Từ Huế và Bình Thuận, ông quê xuống xe ở Cà Ná và bắt đầu từ đó đi lang thang khắp nơi để tìm mộ. Sau nhiều ngày tìm kiếm không được, ông quê quay về Phan Thiết nhờ cậy người quen tìm giúp. Ông Phạm Dự kể rằng, khi đó tôi chợt nhớ ra ở Phú Hải có ngôi mộ thái giám để báo cho ông quê biết. Ngay chiều đó tôi dẫn ông quê ra khu mộ, thật bất ngờ trên tấm bia ghi dòng chữ Phạm Thái Giám. Quá đỗi vui mừng vì cho rằng đây là mộ của người thân mình, ông Phạm Văn Quê nằm lại suốt đêm ở khu mộ. Sáng hôm sau cho biết đã được người dưới mộ báo mộng, đúng là cụ Phạm Thái Giám của gia tộc mình và ngỏ ý xin người làng cho nhận mộ để thờ phụng tổ tiên. Trên những thông tin và nội dung ghi trên cuốn gia phả của gia đình ông Phạm Dự, những người dân làng Sơn Hải đồng ý giao khu mộ cho gia đình ông Dự quản lý thờ cúng. Họ ra điều kiện không được rời mộ đi nơi khác vì nó gắn bó với đất và làng này hàng trăm năm nay. Và điều quan trọng, người dân xem vị quan thái giám là thành hoàng, là thần mang lại may mắn, no ấm cho người dân nơi đây. Như vậy, ở thời điểm này, có thể tạm xác định danh tính vị thái giám ở khu mộ thần thái giám ở Phú Hai là ông Phạm Văn Giáp, người làng Tô Đà, xã Thủy Tân, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Phạm Dự là người đại diện cho người thân của vị thái giám nhận quyền quản lý khu mộ từ dân làng nơi đây. Ngày 12 tháng 2 âm lịch hàng năm, gia đình ông Phạm Dự và người dân tại làng Sơn Thủy, khu phố 2, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết đều tổ chức cúng dỗ cho vị thái giám này, và đây cũng là dịp làng tổ chức lễ tế xuân của làng theo thông lệ từ xưa đến nay. Biến bực lăng mộ Tần Thủy Hoàng, cả trăm binh sĩ Đức Nung được đi spa suốt 2.000 năm. Quý vị thính giả thân mến phát hiện hàng ngàn bức tượng binh sĩ Đức Nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng thực sự gây chấn động, nhưng việc bảo quản và phục dựng cổ vật này cũng không dễ dàng. Bài 1. Bí ẩn màu sắc của quân đội Đức Nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng Ngày nay, nhờ sự kết hợp của các kỹ thuật bảo quản mới xen lẫn một chút may mắn đã cho chúng ta thấy được màu sắc thật sự của những bức tượng Đức Nung trong lăng mộ Hoàng đế Tần Thủy Hoàng. Theo đó, một cuộc khai quật kéo dài 3 năm tại địa điểm khảo cổ nổi tiếng gọi là Hồ số 1 đã giúp các nhà khảo cổ tìm thấy hơn 100 bức tượng binh sĩ. Cụ thể, một số vẫn còn được giữ được dáng vẻ gần như nguyên vẹn màu sắc của Sơn, bao gồm mái tóc màu đen, đôi mắt màu đen hoặc nâu, mặt của tượng binh sĩ đất nung được tô màu trắng, xanh lục hoặc đồng. Những mẫu vật bảo quản tốt nhất được tìm thấy ở đây hố, nơi mà một lớp bùn được tạo ra nhờ địa hình ngập nước. Lớp bùn đóng vai trò như một loại nguyên liệu được sử dụng trong spa này, có khả năng bảo vệ tốt đến mức đáng ngạc nhiên, dù thời gian các bộ phận ở dưới lòng đất đã hơn 2.000 năm. Tuy nhiên, cuộc khai quật cuối cùng ở hồ số 1 đã bị hoãn lại vào năm 1985, sau khi một công nhân đánh cắp một bức tượng chiến binh. Trong khoảng thời gian dài gián đoạn, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phối hợp làm việc với các chuyên gia từ phòng bảo tồn tiểu bang Bavarian ở Đức để phát triển một chất bảo quản có tên gọi là BEG nhằm bảo vệ màu sắc của các bức tượng binh sĩ đất nung trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Trong cuộc khai quật gần đây, thời điểm một bức tượng đất nung được khai quật, các công nhân đã phun một chút màu với dung dịch này. Sau đó, bầu hiện vật bằng bao nhựa để bảo vệ và giữ độ ẩm. Những mảnh đất nung có màu sắc nhất cũng được đưa đến một phòng thí nghiệm ngay tại đó để tạo các thêm. Các kỹ thuật hiện đại để bảo quản màu sắc cổ xưa trên những bức tượng đất nung dường như đang hoạt động khá tốt. Trong một hào hẹp ở phía bắc của hố số 1, nhà khảo cổ Sơn Mao Sơn dẫn chúng tôi đi qua những thứ trông giống như bao đất nung nằm trên nền đất đỏ. Trên thực tế, túi đựng bằng đất nung vẫn có trải rác những mũi tên bằng đồng. Nhà nghiên cứu sinh và tôi đi vòng quanh tàn tích của một chiếc xe ngựa mới được khai quật và sau đó dừng lại bên cạnh tấm nhựa phủ. Nâng tấm nhựa bên ngoài ra nhà khảo cổ sinh tiết lộ tấm khiên dài khoảng gần 1 mét, gỗ đã mục trời xa nhưng thiết kế tinh vi của tấm lá trắng này vẫn hoàn hảo với màu sắc rực rỡ như màu đỏ, xanh và trắng được in trên mặt đất. Đi tiếp vài bước tôi lại thấy một cái trống dùng trong quân đội còn nguyên vẹn hẳn in hình khối trên đất, bề mặt da của trống có những đường vẽ được nhuộm đỏ, trông đẹp giống như tóc người. Ngoài ra nhiều ấn phẩm như dệt lụa tơ tầm và hàng loạt dệt lanh cũng được tìm thấy ở đây. Theo các nhà nghiên cứu thì số hiện vật này cung cấp những đầu mối thông tin về văn hóa nghệ thuật đã từng phát triển mạnh dưới thời nhà Tần và bản màu sắc sống động trực rỡ từng được sử dụng. Với rất nhiều màu sắc và dấu ấn nghệ thuật được in trên nền đất trong hầm mộ để lộ ra màu sơn cổ, Tuy nguyên loại sơn này bị bám chặt vào bụi bẩn hơn so với sơn mài, do đó các nhà bảo tồn Trung Quốc hiện đang cố gắng để giữ gìn lớp đất đặc biệt này trung Bo, nhà hóa học hàng đầu tại bảo tàng binh mã dũng cho biết chúng tôi đang nghiên cứu nền đất trong lăng mộ như một viện vật việc gìn giữ và tìm ra cách bảo quản sẽ giúp màu sắc cổ đại trên nền đất không bị mất nhà nghiên cứu trung Bo chia sẻ thách thức Tiếp theo đối với các chuyên gia đó là sẽ tìm ra phương pháp thích hợp có thể phục dựng được những màu sắc cổ này để áp dụng điểm màu sống động cho các bức tượng binh sĩ đất nung. Phát hiện về màu sắc cổ có lẽ chỉ chiếm ít hơn 1% bí ẩn của lăng mộ tầng tỷ hoàng, trọng lớn và đầy phức tạp, vẫn đang được tiếp tục khai quật và tiến hành nghiên cứu cho đến ngày nay. Rất có thể phải mất hàng thế kỷ để khám phá ra hết tất cả những gì vẫn còn ẩn dấu trong lăng mộ. Tuy nhiên tốc độ của các phát hiện đang nhanh hơn. Trong năm 2011, Bảo tàng Binh Mã Dũng đã đưa ra hai dự án cai quật dài hạn ở bên sườn Mô Đất, đắp nổi cao 46m bao bọc lăng mộ. Trước đó, cách đây một thập kỷ, cuộc khảo sát ở khu vực này cũng tìm ra một nhóm bức tượng diễn viên nhào lộn và những người đàn ông mạnh khỏe trắng rỗi bằng đất nung. Cô Dung Phi, giám đốc Viện Bảo tàng Binh Mã Dũng nhận định, các cuộc cai quật quy mô lớn hơn sẽ mang lại những khám phá đáng kinh ngạc. Quay trở lại, tôi thấy nghệ nhân gian đang thắt chặt đai dây để giữ tượng binh sĩ đất nôn lại với nhau. Phần đầu các bức tượng vẫn được bọc bằng lớp bao bằng dựa để duy trì độ ẩm cần thiết, hạn chế quá trình phong hóa bị vi khuẩn phá hoại. Màu sắc sống động của bức tượng được bảo tồn và chiến binh đất nung này sẽ được trưng bày tại bảo tàng với tất cả những dấu ấn, vết nứt thời gian trong suốt 2.200 năm thăng trầm dưới lòng đất trong những ngày đầu của cuộc khai quật ở tây an những mảnh vỡ và tình trạng khiếm khuyết của các bức tượng binh sĩ đức nung đã được các chuyên gia kết dính ghép nối lại bây giờ những mảnh vỡ đã dần được thay thế bằng thành quả là một đội quân đức nung hàng ngàn người đang dần hình thành ở ngay trên đầu ở hầm hào thuộc phía tây của khu vực khai quật Nghệ nhân dân nở nụ cười khiêm tốn khi nói về tác phẩm của mình không có gì đặc biệt bà và những người bạn của mình lại bắt đầu trở lại công việc thầm lặng tỉ mỉ nhưng cũng không kém phần tâm huyết đó là phục dựng kết nối, gắn kết những mảnh đất vỡ nung để tạo nên thành quả là hàng ngàn bức tượng binh sĩ đất nung với màu sắc sống động như thật trong bảo tàng mà chúng ta được chiêm ngưỡng như ngày nay. Đội quân đất nung cũng như lăng mộ Tần Thủy Hoàng có lẽ vẫn còn là một ẩn số lớn đối với các nhà khoa học dù đã dành nửa thế kỷ để nghiên cứu, khai quật và tìm kiếm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.